Chào mừng các bạn đã đến với Vivu Hạ Long. Hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá du thuyền Catherine nhé. Catherine được lấy cảm hứng từ nét đẹp yêu kiều của người phụ nữ Á Đông, mang trong mình sứ mệnh ca ngợi và quảng bá hình ảnh chân quý này bằng những câu chuyện được lồng ghép trong từng trải nghiệm của khách hàng. Sự kết hợp giữa phong cách Đông Dương và sắc đỏ quyến rũ của hoàng hôn trên vịnh Hạ Long tạo nên một thiết kế sang trọng và lịch lãm cho du thuyền. Bên cạnh đó, vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Á Đông cũng được tô điểm bởi những thiết kế uốn lượn trên trần và những hình ảnh trừu tượng. Về tổng thể, Catherine tựa như một quý cô quyến rũ đang đắm mình trong làn nước xanh ngọc của vịnh Hạ Long. Bạn xem thêm thông tin về lịch trình và chi tiết của du thuyền tại link website trong phần comment nhé. Du thuyền Catherine được thiết kế rộng rãi với 39 phòng nghỉ cao cấp, tất cả các phòng đều có ban công riêng và bồn tắm view biển. Nhà hàng của du thuyền được đặt tại tầng 2 và tầng 4, sang trọng rộng rãi với ẩm thực độc đáo. Ngoài ra, du thuyền cũng cung cấp vô số dịch vụ tiện ích khác, có thể kể đến như bể bơi vô cực với view siêu xịn cực chill, khu mini golf, rooftop bar với hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, hay khu vui chơi dành riêng cho trẻ em. Và đặc biệt, du thuyền Catherine là du thuyền có phòng sông hơi đá muối Himalaya đầu tiên trên vịnh Hạ Long. Chắc chắn sẽ đem lại cho du khách những trải nghiệm hoàn hảo. Du thuyền sẽ tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như hang Sửng Sốt, một trong những hang động lớn nhất Việt Nam. Du khách có thể leo lên đỉnh Ti Tốp ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long và đi dạo trên bãi cát trắng tuyệt đẹp. Hoặc trải nghiệm chèo thuyền kayak, đi đò nan tại hang Luồn để chậm chậm ngắm vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ của Hạ Long. Trên đây là những thông tin về du thuyền Catherine. Hãy liên hệ ngay với Vivu Hạ Long để được nhận tư vấn đặt chỗ du thuyền 5 sao sang trọng này nhé.